Một tay xòe quạt, tay đựng gió, bút thỏ về tròn. Một nét ni son, nhà có phúc sinh ra quan hoàng người, ông là người tài cao trí dũng, ắt hẳn tiệc hoàng về chỉ có một mình. Ông hoa thơm trong đồng con nì thơm mãi, nước chảy ngoài khe nước nghi chảy suối. Cảnh vật in sâu trong tất dạ, ông Mười còn nặng gánh nghi với non ni sông. Kiệu hoa sắp đặt sẵn, sẵn sàng rước quan hoàng thập mi đền ni ngàn. Dù xuân trông lên đỉnh giáp non thần nề, thấy quan hoàng thập ngài đang du xuân ở trên tờ ngàn. Thung dung đứng tựa thành bà nề, xa nghe tiếng hát cung đàn nề thông reo. Nhìn lên đi ngọn núi chân đèo, suối trong nước chảy mà trúc reo quanh xưa. Xa xa thoáng thoảng mùi hương nhi, không nhi bằng một phóng xạ hương nhi hầu gần. Lại cho nên gần nì ngắm đi hoa rồi lại tần nì ngần hoàng bước ra. Mắt nhìn nì thăm thầm phương xa, kìa đôi chim én nó đã tung bờ bay. Cảnh trời tươi đẹp lắm thay, nhìn xem cảnh ấy lòng hoàng mến yêu. Muôn hoa mua lỡ trăm chiều, hải đường chúng chín đón ông người là người văn nhân. Hoàng Mười là người tài tử văn nhân đi, bước vô trong động tay nâng bức mạnh mạnh.
hai cô hầu dân đón đã ra mời, mời ông ngự tọa ông ngồi nghe văn. Năm ấy hội yến tức tưng bừng, chén vui thánh thượng chén mừng, chén mừng tiệc vui tề tánh tiên các o chuốc chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các o lần vào hà mời dước quan hoàng người sơi, các o lần vào dước ông người sơi. Tinh đình tánh thiên rót chén rượu nào, dâng nhị tuần dâng lên minh kính vua, dâng lên minh bệ ngọc để các con đừng mơ đà mời rước văn hoàng mười sơn sông rước phát hoàng sơn. Tề tay tiên nghe chuốc chén rượu đào, tam tuần chúng dâng lên kính vua cùng nà mê ta mẫu các o lần vào à mời hoàng yến tam tuần chúng chúng hiền tam tuần
thanh đồng, cho ghế họ Trần cầu sao được nhỉ. Vậy trong gia chung phúc nại dây mưa bao nhiêu hạt
đồng thương đồng bầy nhiều. Khi về thiên bản hoàng nạn lên trời đất phù dày hoàng người dù các thánh đồng dù ghế họ trần ông đấy có bí mô mà đi đấy. Nhưng nhớ tiệc đức hoàng người phải về cửa mẫu tân na linh tử mà bắc về hầu ông. Khi đông về đào hồng hè nụ hội quỳnh tiến quân tụ dăm ba gió mây thì bạt ngạt bao la đường vô đền khoan hoàng thập chưa biết xa hay gần. Các người còn muốn đi chờ một tần ngân đường vô đền khoan hoàng thật chưa có hỏi gần hay xa đường đi dẫu khách chờ sơn hà nhất tâm tìm tới hoàng người đổ đường xa cũng nên đi gần. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh thắm nắng sớm hồng lành núi hồng soi bóng dòng nam tiếng chim ca hòa trong gió vó câu rộn ràng về Nghệ An thấy lòng xốn xang nghe danh thương toan đừng vang cúi đầu xin thắp một tuần nhang cầu xin hoàng ban phước lớn ba quan hoàng đường tôi dắt tay tìm đường đời gian nan khó nhọc vương mang ai có tâm ơn hoàng ban lương bóng hoàng xin được bình an.
đường xa thăm thầm đồ có bạn gió sướng đêm ngày. Hoàng đường về đây đồng sáng màu quý, quang hoàng ngất mây xó trước gần xa xem mai thì cứu duyên hoàng thương. Ông thương cho thành đồng ngày nay dầu mấy sáng xưa, đức danh ba miền cửa nhà xa sự bình an. Vì thương ghế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng, đệ tử con đi tô mong lương tình mãi Phật tuyên kinh. Quan hoàng ngài giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm, ông ban cho thánh đồng ngày nay tài như xuyên chi. Tháng năm an lành tâm thành phúc tu bần nay, ông giáng đồng như bần hào quang chiếu sáng. Tiếng ca cung đàn con đón hoàng vui ngự trần nào ra. Dáng lên dương đồng đẹp dạng người sáng như hai
tây bán buôn trong ngày gặp mày. Còn con miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quán hòn. Chừng con người ta sống ở trên đời tiền đi dòng bạc chảy để rồi làm chi, cuối cùng thì cũng chẳng mang đi, nên cuối cùng thì cũng chẳng có đem đi, mà nếu có đem đi cũng chẳng làm gì cho ai, cho nên họ Trần đã có lộc có cả tài. Họ Trần con nguyện làm phúc để mà sống thọ hưởng lộc trời hoàng mười ba năm. Họ ơi ở trên trời đẹp nhất nề áng mây, trên trời đẹp nhất áng mây, đền mẫu Tân Na hôm nay mà đẹp nhất chỉ có bóng quan nề hoàng mười, có bóng quan nề hoàng mười. Họ ơi đi con chim phôn đầu lóc nhà quan đi, đồng sang tìm bạn đi, con nhang khôn phải tìm thầy, con nhang khôn phải tìm thầy A Di Đà Phật. Họ ơi nhi cung văn con nói độc mà thèm tai, cung văn con đây đói lộc con thèm mà tai, đói cơm như thèm phúc, ông mới vô ra ông ngỡ đồng, vô đền đây ông ngỡ đồng. Họ ơi là cả nước Việt Nam có mỗi một Đức Hoàng là cười, thông minh đi chính trực tuyệt nề vời không sai, cả đời hoàng vì nước mà vì dân đi, mười ba năm nè ông đại làm quan đất phú dày, A Di Đà Phật làm quan đất phú dày. Họ ơi ơn trên họ Trần còn ơn trên đi, như bề mà như trời, ghế tuyết loan con đây cũng ơn trên, như bề mà như trời ơn hoàng, ghế tuyết loan con xin nguyện nguyện làm tôi cho đến ngày bạc đầu, nguyện làm tôi cho đến ngày bạc đầu. Họ ơi ông còn dù rằng ghế tuyết loan đừng có nghĩ ngợi mà đắn đo, hôm nay mà dâng cung văn một, hôm nay mà dâng cung văn một thì ngày mai ông lại cho bằng mười, ngày mai ông lại cho bằng mười.
họ ơi nhi à là ông con nhủ rằng bao giờ mà hồng đến thì hết cây sống nam kia mà về hết nước thì ghế tuyết đoan con đây cũng không hết nồng tài ghế của ông cũng không hết nồng tài họ ơi đi xa gần mình đã là con bốn phủ lại ông A Di Đà Phật đã là con bốn phủ nhưng phải coi nhau như con trong một nhà phải coi nhau như con trong một nhà họ ơi nước Việt Nam có mỗi một đức hoàng người thông minh chính trực tuyệt vời không sai cả đời hoàng vì nước mà vì dân đi 13 30 năm đẻ ông lại làm quan đất phú dày lại làm quan đất phú dày A Di Đà Phật ơi các o đi hội nhất định phải mất tiền các o đi hội nhất định phải mất tiền đi ông mười mà đi mi lễ hội còn tám cô tiên đi theo hầu tám cô tiên đi theo hầu đại ông họ ơi ông trăng kia bao nhiêu tuổi mà trăng già họ trần năm nay 59 tuổi vẫn đẹp hào hoa như đổ nào ghế tuyết năm nay bao nhiêu tuổi vẫn đẹp hào hoa đó. Bao nhiêu ông trăng kia bao nhiêu tuổi mà trăng già trăng kia bao nhiêu tuổi mà trăng già ghế tuyết loan năm nay 73 tuổi vẫn đẹp hào hoa như đổ nào đẹp hào hoa như đổ nào họ lại ông thế mà nhà nào cấy ra con người cái phần đẹp cái người